Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết màu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng đó là lời chúa kính thưa quý bà và anh chị em. Tin mừng theo thánh bắt theo ngày hôm nay được mở đầu là lời cầu nguyện tạ ơn của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha và không chỉ gồm những tâm tình thân thương tạ ơn với Chúa Cha. Lời cầu nguyện này còn giúp chúng ta có một sự mạc khải, một sự soi sáng cho các môn đệ về sứ mạng thiên sai của chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến nên chắc chắn Ngài biết rõ Chúa Cha cũng như biết rõ thánh ý của Cha. Chúng ta thấy Chúa Giêsu tạ ơn Chúa Cha bởi vì Chúa Cha đã yêu chuộng những người bé mọt, hiền lành và khiêm nhường. Chính Ngài đã mặc khải cho họ những màu nhiệm cao trọng của nước trời, trong khi lại giấu không cho những người hiền chiết và bậc khôn ngoan biết những điều ấy. Người bé mọn mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là những người khiêm tốn, luôn luôn biết tín thác và trông cậy vào Thiên Chúa cũng như biết chuyên tâm thực thi thánh ý của Ngài. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy đến trường Giêsu và học bài học hiền lành và khiêm nhường. Như bài đọc 1, chúng ta thấy trong sách ngôn sứ Zachariah, Đấng Messiah mà ngôn sứ Giacaria nói tới, Đấng ấy không đến trong quyền uy của vũ lực hủy diệt nhưng đến với một vũ khí rất đặc biệt đó là hiền lành và khiêm nhường vua của hòa bình ngồi trên lưng lừa không đến để giết chết mà để cứu sống hiền lành theo nguyên ngữ hy lạp có nghĩa là dịu dàng ngọt ngào không thô bạo và cứng cỏi như thế hiền lành phải có ở bên trong và thể hiện ra ở bên ngoài Bên trong thì êm ái, hòa nhã, yêu thương, khoan dung, biết cảm thông. Bên ngoài thì nhẹ nhàng, không có những hành động cứng rắn hay thô bạo. Hiền lành hay hiền hậu là đức tính tốt lành của người có lòng thương xót, không nuôi dưỡng sự độc ác, nhưng biết nuôi dưỡng điều thiện hảo. Thánh Francisco de San đã nói: Tất cả đều được chinh phục bởi hiền lành chứ không phải là bạo lực. Quả thật, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu ngài là hình ảnh của một người mục tử hiền lành trong dụ ngôn con chiên lạc. Người mục tử ấy không hề đánh đập hay lôi kéo con chiên về nhà. Trái lại, ngài đã vác nó trên vai. Ngài cũng là người cha nhân hậu trong dụ ngôn đứa con hoang đàn. Ông đã không quở mắng đánh đập. Trái lại, đã ôn, đã hôn đứa con của mình và mở tiệc ăn mừng bởi vì đứa con ấy được trở về trong vòng tay của Ngài. Chúng ta cũng được mời gọi, hãy noi gương bắt trước Chúa Giêsu sống hiền lành, sống khiêm nhường. Chúng ta phải cố gắng đối xử với mọi người bằng sự nồng thấm chân tình. Hãy đối xử với những kẻ làm hại chúng ta theo cách đối xử của Chúa Giêsu như người cha đối với đứa con hoang đàn như người mục tử đối với con chiên đi lạc nghĩa là chúng ta hãy biết cảm thông hơn là kết án sau cùng chúng ta hãy đối xử với những người đang phải mang lấy gánh nặng của đau khổ của bất hạnh trong cuộc sống này một cách khéo léo tế nhị hầu đem lại cho họ sự an ủi và sự khích lệ Lạy Chúa, sự hiền lành và khiêm nhường. Xin dạy cho chúng con biết yêu mến Chúa, tin tưởng Chúa và học cùng Chúa sự hiền lành khiêm nhường để chúng con có được sự thanh thản và bình an trong cuộc sống và chúng con có thể mang sự bình an, sự thanh thản đó của Chúa đến cho mọi người. Amen.